Trung tâm có diện tích 3.800 m², quy mô 2 tầng với 17 phòng học, một khu đa năng, hai sân chơi và nhiều khu vực phụ trợ khác. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, trong đó tổ chức Half the Sky Foundation tài trợ 3,5 triệu đô la Mỹ, số còn lại là nguồn đối ứng của thành phố Đà Nẵng. Trung tâm ra đời sẽ là nơi giúp trẻ em thiệt thòi và con em lao động nghèo tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng được chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, thân thiện. We have big dreams. Mục tiêu cuối cùng là chúng tôi muốn đào tạo càng nhiều càng tốt những người cung cấp dịch vụ có chất lượng cho trẻ em Việt Nam. Để làm được điều đó thì chúng tôi muốn tạo được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhất với những thành phần ở địa phương, các nhà máy, doanh nghiệp, nơi mà những công nhân có điều kiện khó khăn đang làm việc. Thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp với hơn 70.000 công nhân lao động. Nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động tại các khu công nghiệp chế xuất là rất lớn. Trong khi đó, nhà trẻ công lập ít, các trường mầm non tư thục học phí lại quá cao. Đây là mô hình mới đầu tiên của Đà Nẵng và cũng đầu tiên ở Việt Nam. Nhận cái sự tài trợ của tổ chức The Hub Sky của Hoa Kỳ trong cái việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo mô hình của Hoa Kỳ. Năm học này, trung tâm tiếp nhận gần 150 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Ưu tiên tiếp nhận con em công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp. Chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky dự kiến sẽ nhân rộng trong khu vực và trên toàn quốc nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều trẻ em khó khăn hiện nay.